Và ta đến với bản lề của xe đấu thứ 3. Vâng, quân khoai nhỉ, quân tịt nhỉ. Cho Maxi. Vâng, cho Son, có Maxi, cho Son, bên kia lại còn Parmesan, Hitty nữa. Alo, vâng, quay trở lại với bản lề anh em ơi. Vâng, bài Mark cho đối đầu với vâng, Choi Son đến từ game thủ Xuân Thứ rồi. Đây là máy của game thủ Makelele đến từ tí. Bỏ trận này mình có Maxi cho Son, họ lại còn có quả Hitpan. Bạn cảm giác khá là khác luôn, cực kỳ khác. Nice.
Rồi bắt đầu sọc xiên vào con giò đấy bạn. Đó, xin lỗi anh em. Hai game thủ ta đang bắt đầu tổ quay vào cái vãi quả này của cái thủ đó bạn rồi. Rồi tổ quay vào game thủ Long Lê. Và người cầm Parmesan đó này. Như vậy là một tuần thi đấu rất hay của hai game thủ. Và ta gọi là một tuần hội đồng. Đang làm quả hội đồng và liếm sạch ngay đạo dân của các bạn ở trong tuần vừa rồi. Rất nhanh. Một bài đấu Maxi của game thủ và game thủ Michael Tý và đây máy của thủ Xuân Thư. Đây, đây là bãi quả tiếp theo của thủ mùa 2. Hay nhở. Đó, đội bạn có một tuần lạc đà dây thủ phay dân thôi. Rồi, cần gì phải ăn lạc đà tuần này. Rồi, đi hết vào dân. Rồi, bên kia họ còn mỗi con lạc đà thủ thôi. Rồi, không được. Nhưng còn chém 4 của game thủ cho Son. Bây giờ mới để ý là game thủ Xuân Thứ em lên cái chém 4 rất sớm. Đây, dân của game thủ Parmesan đây. Một tình huống tách dân. Đang tiện chuyến công tác lại gặp luôn cả dân game thủ người cầm mẫu sau. Đang ưng đấy nhở. Ồ, hay quá nhở. Một bài không rõ là game thủ Xuân Thứ em đang lên chém 4 từ lúc nào. Nhưng đây là một trận đấu hay của Xuân Thứ. Mẫu 3 đã có những con chém 4 rồi. Thắng lại 30/52 ở đây màn hình máy của game thủ Michael T. Thắng là 24. Một trận đấu này ta sẽ đánh kiểu 2L hết thôi. Sẽ không ra ý vào này khi mà các bạn có những con cung rửa hitty. Và Parmesan của game thủ Long Lê thời điểm này đang khá là yếu. Úi giỏi, lại gặp thêm một tân dân của game thủ Long Lê tên này nữa dành cho T. Càng đánh càng yếu luôn. Chính thức phía dân chưa. Bên kia còn mỗi lắc đà. Đây là tham lai của thủ người cầm cho Son. Một bài vượt khó cho hai cái thủ. Kết quả thì chưa rõ nhưng mà đến thời điểm này thì đoàn Parmesan về sau sẽ yếu. Parmesan thời điểm này về sau càng sẽ càng dần càng yếu hơn so với những cái con chém bên mình. Khi đây là những con chém 4. Thậm chí là bây giờ Thứ đang đi luôn cả những con cung rờ Hitty. Không biết thời điểm này đằng Sand Club đã cơ cấu cho mình cái con cung rờ giáp mấy rồi. Hình như chỉ là giáp 2 thì vậy. Đó, hình như là mới giáp 2. Nói chung là bắt dân thì được nhưng mà bắt lạc đà của Pan nghe chừng có vẻ hơi khó một chút. Bắt lạc đà Pan thì chừng hơi khó. Họ không chạy, họ không đấu được là họ chạy ngay. Không thể đuổi được. Đây là máy Tý 30/48. Bắt đầu chuyển về thế là hai nhà chém bằng đánh chém khỏe chơi với cái hốc của game thủ Hitty. Còn bây giờ thì Parmesan cũng yếu yếu rồi, không biết là có ai làm một tuần ca lên đây không nhở. Khả năng phải có ca đấy. Mình nghĩ là làm tuần có ca và sổ vào hai nhà chém vào không biết con lấy được không. Thứ 36 đó cũng là bài 2L rồi. Nó một hốc của Hitty trong hướng 9 giờ. Đó, cái hốc này nghe chừng phải có hàng e hoặc là có hàng e để đi hay là có cái tơn ca khả năng mới vào được. Rồi, Tý đang bị lủng một tơn. Rồi, nói chung là bắt mấy con lạc đà Pan hơi khó. Họ chạy qua khoảng một tơn và lại chạy ra. Nhưng mà cung R của Hitty không thể chạy nhanh được. Chúng ta có thể bắt được cung R Hitty. Những con chém của game thủ Tý cũng đều là những con chém 4. Những con chém 4. Đây là Xuân Thứ thay 40/44. Bằng đây là một trận Pan được đánh giá là phế cho game thủ Long Lê.
Tuấn sát thương không nhiều. Đầu tiên thì Long Lê yếu rồi, bây giờ về sau Long Lê chỉ còn giữ được mấy cái phốc chém này là rảnh tay chạy đi chạy lại thôi. À, đánh giá là bài đấu pan yếu của nguyên thủ Long Lê. Là một cái phong cách đoàn chém rất giống các anh em ở trên trên Game TV Plus cũng như là Ego. Rồi thằng này đè cực mạnh rồi, đang rơi vào thế là tầm 7-3. Vào tham lai 43/11. Đây là máy tí nào. 38. Ok, cửa thắng sáng lạng rồi đấy. Vâng, đội bạn này còn cái ông cái cơ sở ở đây á. Đó sao tự nhiên lại có một con dân nó đi lạc ở đây nhỉ? Vâng, bài không có gỗ. Bài không có gỗ chơi bạn rồi, như vậy Long Lê đi sai rồi. Ở tỷ số là 2-1, một trận đấu vượt khó thành công của anh thủ. Và hai tay chém rất vũ vàng trong map này. Và một bài đấu kéo rách rách. Và xấu xấu bẩn bẩn của game thủ người cầm màu 6 không có gỗ. Đảm bảo sao đã thiết kế một cái nhà bên ngay đầu cánh của game thủ tí. Và ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nha, chung kết sớm cho các bạn.